đi hút mà. Cái cam cà rốt coi thử coi có chân nhau trắng không đó nha. Chị gái mua cái gì? Dạ, đợi cơm. Hả? À, đợi cơm hả? Vô đứng cho mấy đứa dồn vô. Dạ. Chị Kim. Chị lấy cơm đi. Chị Kim có bà. Bà có luôn. Chị Kim có bà. 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 Chị Kim có bà